Bà con ơi, bà con. Vâng, với hoạt cảnh vui đón hội làng. Và Hồng Kiếp thấy rằng còn mấy tháng nữa cơ, quê hương Tây Tiểu của chúng ta mới chính thức mở hội và ngày hội truyền thống. Thế nhưng mà với phần sáng tác, vâng ạ, của MC ca sĩ Đức Tuyết và với phần biểu diễn của các anh em trong hội sự kiện thiện nguyện, thì bà con cô bác có thấy sắc xuân đã về với Tây Tiểu của chúng ta không ạ? Vậy thì một tràng pháo tay thật lớn để cùng dành tặng cho một sáng tác và tự biên tự diễn của anh Đức Tuyết và tốp ca nam nữ. Và để liên tục trở lại với chương trình, xin mời bà con cô bác cùng toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng lên sân khấu để cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, chúng ta cùng thưởng thức một sáng tác tự biên tự diễn với ca khúc được mang tựa đề Truyền thống bơi đăm, sáng tác Ngọc Hoa, biểu diễn Vương Linh, Ngọc Hoa, Hoàng Anh, Ngọc Ánh. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này. Xin được cảm ơn tiết mục tự biên của chị Ngọc Hoa cùng với phần trình diễn rất tuyệt vời của Vương Linh, Ngọc Hoa, Hoàng Anh và Ngọc Ánh. Và có lẽ rằng người con của Tây Tiểu của chúng ta rất đa tài đúng không ạ? Rất tài giỏi trong rất nhiều lĩnh vực và đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Khi mà các anh các chị không thể hiện thì thôi, nếu như đã thể hiện rồi thì không khác gì các nghệ sĩ, các nhạc sĩ rất là chuyên nghiệp. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn chị và các em rất là nhiều.